Thì chồng chơi giải trí thì sao lúc nào vợ ông cau cái lông mày rồi nhăn nhó khó chịu thế, tươi tắn lên thế nào? Bây giờ chồng thích vợ tươi tắn gì, không nhăn nhó gì. Đi theo vợ nhanh đi. Đi vào đây với vợ. Đi đâu? Chồng bảo chồng không thích vợ cau cái lông mày mà. Bây giờ đi làm lông mày đấy. Ai mà vụ này là ý tưởng của chồng nên chồng trả tiền đấy nhá. Đi mau lên. Hello mọi người, hôm nay mọi người cùng theo chân mình tới DK Eyebrow Beauty để làm một bộ lông mày mới nha. Vì trước đây mình đã từng phun lông mày nên để làm được một bộ lông mày mới, mình sẽ cần phải có một vài buổi xóa mày bằng laser công nghệ cao tại DK. Mới đầu thì mình rất lo lắng vì chưa từng làm laser bao giờ, nhưng sau khi trải nghiệm thì mình thấy thật sự là rất nhanh, rất nhẹ nhàng và đặc biệt là không hề bị tổn thương da. Tèn ten, vậy là lông mày của mình bây giờ đã trở về nguyên bản rồi đây. Sau bước ủ tê thì mình được chính chị chủ Ngon Minh Vương tư vấn và trực tiếp vẽ khung rồi thực hiện dịch vụ micro hair chop. Tiếp theo là làm thêm một bước vuốt lại sợi bằng kim nano chỉ có tại DK, giúp mực bám sâu hơn và lông mày được bền hơn. Vì lông mày của mình là xóa sửa nên có thêm một bước cuối cùng là shading, xử lý nền cho thật đẹp và thật tự nhiên. Cảm ơn DK cũng như đội ngũ chuyên gia đã cho mình một trải nghiệm hết sức là ưng ý. Ui, lông mày mới của vợ đẹp rồi chồng nhỉ. Lâu lắm cơ mặt vợ mới giãn ra thoải mái như này đấy chồng đấy. Mà chồng xem lên trên mặt vợ có cần sửa da gì không? Để cho mặt nó đỡ nhăn nhó thì vợ làm luôn một thể ấy. Thôi, như vậy là xinh lắm rồi, hoàn hảo lắm rồi. Bây giờ sửa thêm thì mặt chồng với nhau đây này.